đây là làm gì đây? Đây là lén hơi này cho nó cân hơi nó cao hơn này, nhấc lên này. Xoáy vào lòng là trừ đi này. Mà xoáy vào trong lòng này, theo vòng trong này là cộng là cao hơi hơn. Em để 5 cân là được rồi. 5 cân không, là sao em biết đang để 5 cân? Ấy, không phải chứ. Như cân chị cân cân người chị lên mặt cân. Thế 5 cân là được đúng không? Vâng, chị đã thế này được rồi. Thế còn đây là cái bóng dưới này là cái... Không động rồi. Vâng. Ấn chặt vào cái lông đen này. Nhất là nó ra. Đây này nó ra. Ấn vào cái lông đen xong vâng. Rồi. Đấy là thế là rút rút cái dây trắng ống trắng nhựa. Rút ra thì ấn vào đúng không? Vâng. Còn ấn vào còn rút. Ấn vào thì là cứ thế là ấn vào đúng. Ấn vào nó kịch. Ấn vào kịch là được. Đấy là khi nào vừa đấy nó bị xì hơi như lúc nãy đúng không? Vâng. Và khi nào chuyển máy thì cái lúc đấy nó sẽ lỏng ra đúng không? Vâng. Mình phải cắm lại đúng không? Vâng. Nhưng mà mặt điện nó nhấc lên này thì ấn cái ngón tay vào đây. Đấy, nó nhấc. À. Bình thường thì không, bình thường thì bình không. Bình thường ấn vào đây. Vâng. Đây đó chạy. Nó thì ấn vào đây đúng không? Vâng, nếu mà nó không nhấc lên em ai không may chả may nó bị lỗi, còn bình thường không lỗi. Chị ngón tay vào đây này. Đấy. Nhưng mà chỉ có lúc mà chả may nó bị hỏng cái này thôi, còn bình thường không bao giờ phải đụng vào cái này. Còn ba cái dây này. Dây hơi nó lỗi nó đẩy lên đây. Nó cục. Nó bị lỏng ra thì vặn ra như nào? Đấy như vậy em chỉ đây ở dưới nhưng mà giờ em vặn chặt vào rồi, có lỏng nữa đâu. Cái này với nút này giống nhau à? Không, nút này nó cục hơi đây nó đẩy sang đây rồi có vòng truyền nó đẩy lên đây. Nhưng mà cái này giờ là khít hết rồi không đụng vào nữa. Thì con chị có chuyển máy đi đâu chị rút cái này ra thôi. Chứ bây giờ mà nó không chỉ chị động vào làm gì đúng không? Không động vào nhưng nhỡ một ngày đẹp trời nó hỏng thì sao? Thì lại gọi.